đỉnh cao của cái sự thông minh là mình đôi lúc phải giả vờ thần kinh trong một vài trường hợp. Để làm gì ạ? Để mà bảo toàn chính mình. Không phải lúc nào tỏ ra thông minh cũng hay, và không phải lúc nào mọi thứ trên cuộc đời này phải trắng ra trắng, đen ra đen, phải rạch ròi rõ ràng.